Khi KT từ chối thì cảm giác là sốc, bất ngờ, giận, nói chung là không xử lý được cảm xúc lúc đó trong vòng khoảng 2 ngày là khó học, là quá, tức là hàng trăm câu hỏi luôn, và trong 90 hàng trăm câu hỏi đó thì nó là 90% nó là tiêu cực không ạ. Thì chỉ có 10% là mình chỉ làm cho bản thân mình thôi. KT đã không tới gặp trực tiếp của mình mà KT đã người quản lý tới gặp mình để say sorry, và until now là KT vẫn chưa có một lời là đối diện trực tiếp với mình, và mình vẫn đang chờ là KT tới đây, và mình tin là mong muốn gì ra rạp mà chú cháu mình sẽ có một cái cơ hội để mà đối diện với nhau đẹp hơn, để mà có cách giải quyết được những vấn đề trước đó sau đó. Dạ. Một mối quan hệ làm nghề thì nó có tình cảm chú cháu thì tất nhiên là mình có cái buồn, còn cái tự ngã thì mình không có, bởi vì mình biết là mình đang đòi hỏi một thứ quá sức người ta có thể cho nên mình không có thể, mình đâu có thể cắt được. Ok, tim mang nhìn một lần đó là vì cái kỹ thuật CGI của mình còn hạn chế, mình số tiền đầu tư của mình tính nhỏ cho nên cái thời gian để thực hiện CGI á nó bị kéo dài ra hơn. Nếu như mình có nhiều tiền hơn thì thời gian tập trung của mình nó sẽ ngắn hơn, mình sẽ ra là đúng thời điểm. Tuy nhiên là cái sự đòi hỏi của bộ phim nó càng lúc nó càng làm cho cái quá trình hoàn thiện nó bị dài ra, và kể cả những cái ngày tháng mà chúng tôi phải fix nó làm bộ phim dài ra thì nó làm cho thể lực thì kiệt quệ nhưng mà tinh thần thì là phấn chấn. Giống như là mình vừa mới xong một cái cuộc chạy rất là vi dã, rất là dài. Đúng, nếu mà nói hay nha, mình đã tìm tới KT cho muốn bút là mình cần cái name của mình, nhưng mà mình biết rằng là tới một cái giai đoạn là muốn bút không cần bất kỳ một cái name nữa, nó cần một trái tim. Mà thật ra mình không thể phủ nhận cái khả năng của KT diễn xuất, cái khả năng diễn xuất của KT nó cũng rất là ổn so với cái name KT không, mà cái việc KT nhận cái vai diễn đó cũng sẽ là cái bảo chắc rằng là với cái kỹ năng vốn có của bất kỳ một diễn viên nào là có thể chủ quan nói rằng tôi phù hợp với vai đó trong mỗi lúc cả, bởi vì nó luôn luôn là một cái duyên mà giữa đạo diễn và diễn viên đó để tạo ra một cái thứ ba, thì khi đã từ chối cơ hội khởi cái duyên đó nó hoàn toàn có thể là người khác, và nếu không phải là Thảo Tâm, một người khác mà có thể đã hit được trái tim của tôi thì cũng sẽ có thể thở. Thì nhớ mình nói ra nha, nhưng mà mình không biết là các bạn tự lọc cái ý để các bạn thấy mình nó phù hợp hay không ha. Mình đó là thực ra là giận được KT á, là giận là chỉ là vì biểu lộ một cái thái độ đó thôi, chứ còn tình cảm chú cháu đó trong thì mình vẫn rất là yêu quý KT và sẵn sàng mà KT, nếu như mà KT đến lúc sơ con đã sẵn sàng có thể tạo ra một nhân vật mới của sơ đó, bởi vì mình tin rằng là không có ai mà tròn vai thật sự, chỉ có là bạn có sẵn sàng để mà tương tác được tạo ra nhân vật mới. Áp lực trở lại của mình sau một cái tác phẩm không những bảy đồng 2018 hay là kể cả những cái tác phẩm nhỏ nhỏ như MV hay TVC, nó đều luôn luôn tạo cho mình cái áp lực và căng thẳng, bởi vì mình luôn tự miễn hạn bản thân của mình là khi bước vào một cái tác phẩm nào đó thì nó phải là thứ đầu tiên, đó là cái cảm giác cảm xúc rất là mạnh, cho nên cái áp lực mình tự đặt mình xuống thành một cái fanboy để mình có thể đối đầu với lại một cái con quái vật lớn đó, mà đều Sơn luôn muốn sẵn sàng đối diện với nó, thì cái áp lực đó nó luôn ở đó, nhưng mà cái áp lực đó nó làm cho Sơn cảm thấy mà không có chủ quan, ngày nào Sơn cũng phải thức dậy với cái điều mình đang làm, cụ thể là không hút và mình đi ngủ, và Sơn đã truyền cái năng lượng đó đến cho những người xung quanh, thì cái năng lượng đó đầu tiên nó cũng đem tới cho những người đồng nghiệp một cái áp lực rằng là liệu rằng là mình có chưa quá sâu vào một trận thế này để mà mình được chủ quan quá hay không. Ok, và chúng tôi đã mất thời gian khá là lâu để mà nhìn ra mình đã sai lầm như thế nào, cho nên là cái số lượng phim mà tôi làm thì nó không có nhiều, tại mình đi sửa sai nó cũng mất vô mình sẵn sàng. Đã có thời gian làm việc rất là ăn ý với lại trưởng thành, và mình tin rằng là cái sự ăn ý đó nó vẫn sẽ
tiếp diễn trong tương lai, nó không hề ảnh hưởng bất kỳ sự ảnh hưởng nào giữa Sơn và Tuấn Trần cả. Và Sơn tin rằng là nếu như mà một ngày nào đó bộ ba đó mà có thể tái hợp thì sẽ nghĩ là sẽ có một cơn địa chấn tiếp tục xảy ra. Tuy nhiên để trở lại vấn đề là có bị ảnh hưởng hay không từ năng lượng của Tuấn Thành ở Tuấn Trần qua bộ phim 4 thì không, Sơn thấy được rồi. Bởi vì chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau từ những cái thứ rất là nhỏ để mà có thể tìm ra được cái địa chỉ và trái tim đập của cái nhân vật Thánh ở trong phim, nó đến từ đâu, đến từ những cái nỗi đau nào, từ những cái mâu thuẫn phải cần một chữ hiếu để chứng tình, những thứ mà các bạn sẽ không thấy trên phim, những thứ mà chúng tôi không cho phép nhân vật nói về cái backstory của mình. Tôi chỉ có thể nói là em phải nắm rõ cái nhân vật của em tới mức mà sự xuất hiện của em không thôi nó đã là một cái history rồi. Thì chính cái điều đó chúng thường là phải method acting từ beatbox, từ how to be a loser producer. Thì chúng tôi phải nói chuyện hàng trăm giờ đồng hồ với nhau, thì trong những cái hàng trăm giờ đồng hồ đó Sơn không có cảm nhận được năng lượng Trấn Thành ở bên cạnh Trấn Trần, mặc dù Sơn làm việc cả hai người. Thì chỉ có một nhân vật đứng giữa Sơn với Trấn Trần, đó là thằng Thắng, cũng chỉ có một nhân vật đứng giữa Sơn với lại Thảo Tâm, đó là chị mình. Thì chúng tôi hai người tạo ra một cái nhân vật, thì cái mối liên hệ đó chỉ xoay quanh như vậy thôi. Trừ chúng Trần là ác chủ bài, nếu mà so sánh là ác chủ bài thì là mình có rất là nhiều con ác mà nó xuất hiện đứng sau chúng Trần, là con ác chủ bài đầu tiên. À đúng, Tuấn Trần là con ách chủ bài đầu tiên lớn với mình. Nếu như không có con ách chủ bài đó, mình sẽ không săn được, mình sẽ không có được tạo ra một cái tứ quý ách. Mà từ con ách đó, từ những con ách khác đến như là Thảo Tâm, như là Quốc Khánh, như là Gia và Cherry, nó đã tạo ra cho tôi một cái bộ thùng phát sẵn vua. Của hai đạo diễn đó thì mình xin nói nhẹ lại một xíu rằng là phòng vé rạp chiếu phim đang thuộc về hai cái tên Lý Hải và Trấn Thành, nhưng mà điện ảnh thì nó rộng hơn, có những cái tác phẩm mà không điện ảnh mà nó không hề chiếm một bất kỳ một cái số lượng áo quay nào phòng vé, ví dụ như là Sơn Lan hoặc là còn đây là gì cái trận Vui Vị gì đó, Vui Vị Nhân Gian, và Vui Vị Nhân Gian kìa, thì nó cũng là điện ảnh, nó là một thứ điện ảnh cao cấp. Mình không so sánh, nó là một cái dòng khác của điện ảnh đó, chứ không phải là chỉ có những cái đấy chiến thắng phòng vé. Tuy nhiên những cái con số ở phòng vé do hai cái tên tuổi thật Lý Hải chúng ta đặt ra thì nó luôn luôn là một cái áp lực cho bất kỳ ai muốn chinh phục cái con đường, cái đường đua phòng vé này. Thì mình cũng là một người rất là rất là tiếp kiến trên đường đua này, mình phải thừa nhận cái chuyện đó. Mình cũng được cuốn hút bởi con số, bởi vì cái sự đồng lòng và hưởng ứng của khán giả, nó là cái món quà lớn nhất mà cái thước đo nó là doanh thu. Thì áp lực đó nó buộc chúng tôi phải kỹ hơn, phải lắng nghe khán giả nhiều hơn, chúng tôi phải tạo ra nhiều cái công cụ và cơ hội để có thể trao đổi với khán giả, tương tác với khán giả somehow, để mà mình có thể khe cho cái đứa con móng vuốt của mình được nhiều sự ủng hộ.